Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 13 tháng 12, 2019. Mình đi hái cà phê, mình phát hiện ra cái cây này nó ra rất là nhiều trái luôn. Và mấy cái con chim mà nó chuyên ăn trái cà phê ấy, ăn cái hạt trái này rất là nhiều. Hình như là từ hồi mà cái cây này ra trái ấy, thì cái hiện tượng chim ăn trái cà phê hạn chế rất là nhiều luôn. Chắc là nó thích cái hạt này hơn hạt cà phê ấy. Mình cũng không biết cái cây này gọi là cây gì nữa, nhưng mà thấy nó cũng đẹp. Bữa trước mà hồi nó ra hoa ấy, nhìn đẹp lắm. Hồi đấy mình không quay, bây giờ ra trái mà trái cũng già và rụng bớt rồi ấy, thì nó không đẹp như hồi đó nữa. Đây mình sẽ quay gần cái trái của nó cho mọi người xem. Cái cây này nó cao lắm, nó cao, nó to, nó mọc ở bờ ranh á. Nhìn tán cũng đẹp mà cái hoa của nó rất là đẹp luôn á. Nó màu trắng mà nó nở thành chùm. Mình cũng không biết nó là cây gì. Đây cái trái của nó này. Lúc đầu mình nhìn xa xa mình tưởng nó là hoa, nhưng mà nó là trái không phải là hoa đâu. Cái đợt ra hoa thì mình không có quay. Trái cái hạt của nó rất là cứng luôn. Còn đây là cây mắt mèo. Ở chỗ mình gọi là hoa mắt mèo ấy, hay hình như là người ta còn gọi là cây đậu rừng á. Thấy nó nở hoa cũng đẹp đẹp, nó đóng thành chùm á, nhìn cũng đẹp lắm nhưng mà ngứa lắm á. Mà mình nghe nói là cái hoa của nó mà lúc đang thành búp ấy thì nó chưa có ngứa đâu, mà nó nở xòe màu tím tím như cái bông này này thì nó mới ngứa này, hình như là vậy. Mình cũng không dám đến gần nó đâu, cái này mình quay xa xa thôi. Thấy hoa nó nở quá trời luôn nè. Nhìn nó cứ từng chuỗi nhìn cũng đẹp. Sáng hôm nay đi vườn, mình phát hiện được cái này. Cái này không biết có phải là phân của con chồn không nhỉ? Chắc là do vườn mình cũng gần 2 năm mình không phun thuốc gì hết ấy, nên bây giờ bắt đầu có chồn đến ăn cà phê rồi. Mà cái đống này cũng phát hiện ở gần chòi thôi. Còn đây là bị con gì ăn thì không biết nữa. Bình thường chim ăn là nó ăn những cành trên cao, còn cái cành này là nó nằm ngay trên mặt đất luôn, mà bị con gì ăn mình cũng không rõ. Cái bạt cà phê này mình hái từ hôm qua rồi, sáng nay mình mới hốt vô. Mà mình khi hốt vô bao mình phát hiện được cái con này. Chồng mình bảo đây là con rắn mối. Mình cũng không biết nó là con gì đâu, mà thấy nó cũng hiền hiền dễ thương. Không biết có phải con rắn mối không nữa. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem cái vườn cà phê của nhà mình. Vườn này là cái vườn mà hồi trước mình có quay video hái cà phê đầu mùa ấy. Thì hồi đó hình như là ngày 15 tháng 11 và bây giờ là 13 tháng 12 rồi. Thì còn mấy ngày nữa là tròn 1 tháng rồi. Đáng lẽ là mình cũng hái lâu rồi ấy, do cái vườn này nó tùm lum ấy. Là mình có cái cây chính ấy là giống 138, nhưng mà mình lại trồng thêm cái hàng giữa ngã tư ấy, lại là giống thị trường. Nên mọi người nhìn thấy có mấy gốc to to ấy, là cây 138. Còn cái gốc thị trường ở giữa thì nó nhỏ xíu à, nó không có bao nhiêu trái hết. Mà cái vườn này thì tụi mình không hái sớm được. Rõ ràng là một tháng trước là mình quay ấy, là cái giống 138 mà mấy cành trên cao là nó đã chín rồi. Nhưng mà mấy cành dưới thấp kiểu như nó rợp, nó râm quá ấy. Nó xanh lè, nó không có chín nổi. Và đặc biệt là cái giống thị trường nó cũng không chín nổi luôn, nên mình phải chờ đến tận bây giờ mới hái được. Mà cái điểm bất ngờ của cái khu vườn này, mình rất là bất ngờ luôn. Do lần trước mình quay video mình hái được có 5 bao thôi, mình đâu có lôi bạt đâu. Hái có 5 bao, mình nghĩ là cái vườn hái chắc cỡ 20 cây á. 20 cây mà được có 5 bao thì quá ít. Nhưng mà khi mà mình phơi rồi mình trà ra nhân ấy, thì 5 bao đó nó được tới 80 kg nhân. Thì... mà mọi người thấy những cái cây cà phê này nhìn trái rất là thưa luôn. Nên mình cũng đâu có nghĩ là năng suất của nó được cao đâu.
hồi mình đi bỏ phân gà ấy, mình đoán nó là được 5 tấn trên 1 hectare là mình vẫn đang còn nghi ngờ. Và thậm chí mình hái cái đợt đầu tiên được có 5 bao, 20 cây được có 5 bao mình cũng lại càng nghi ngờ hơn nữa. Và khi mình đăng video lên thì dĩ nhiên là có rất là nhiều bạn sẽ không tin được là năng suất vườn này có thể đạt 5 tấn nhân trên 1 hectare. Nếu như nó mà là giống thị trường ấy thì rất là được 5-6 tấn nhân trên 1 hectare rất là bình thường. Ở dân chỗ mình hầu như là người ta chăm đều đạt cỡ đó trở lên. Chứ còn nhắc đến cái giống 138 hay người ta gọi là giống TR4 ấy, thì ở khu vực chỗ mình người ta ngán ngẩm lắm rồi, người ta không có thích trồng cái giống này nữa. Bởi vì nếu như mà cùng một điều kiện chăm sóc y chang nhau và thả tán như nhau thì cái giống này nó thua thị trường rất là nhiều và khó chăm hơn. Nên bây giờ họ chuyển dần sang thị trường hết rồi. Không biết ở khu vực mọi người thế nào chứ khu vực của mình là họ rất là chán cái giống này. Bữa nay thì mình hai vợ chồng mình hái cà phê cũng nhiều ấy, bận rộn mình cũng không có thời gian quay video. Nhưng mà cái vườn này nó làm cho mình cảm thấy rất là bất ngờ nên mình cũng muốn quay lại cho mọi người xem cái khu vườn. Bởi vì nhìn cái tán cây trong vườn nó cũng khá là rậm rạp ấy, nhưng mà cái trái của nó nhìn rất là thưa, rất là ít luôn. Mình không tin được là cái vườn này nó 20 cây mà nó được 80 ký nhân. Chắc do mấy cái cây này nó già cỗi rồi ấy, nên cái trái của nó nhỏ xí à, nó không có to như trái 138 bình thường đâu, nó bé lắm. Hồi đó là hai vợ chồng mình đong vô cái bao phân đạm Cà Mau á, bao đó thì mình cũng không cân tươi là bao nhiêu. Nhưng mà bình thường người ta cân thì nó khoảng từ 55 đến 60 kg, tùy trái to hay nhỏ. Mà đợt đấy mình đong được có 5 bao thôi, mà 5 bao đấy lại xay ra được 80 kg nhân nên cũng rất là bất ngờ. Cái vườn này năm ngoái diện tích là đúng 2 sào, năm ngoái thu được 1 tấn 2. Và mình cứ nghĩ năm nay là năm mất mùa của nó, mà năm nay hái như vậy, theo kinh nghiệm của mình thì chắc là nó cũng không thua kém gì năm ngoái. Mình nghĩ cái điểm cộng của vườn này tạo ra được cái năng suất đó chắc là do cái tán, cái cành của nó rất là nhiều ấy. Trung bình một cây của nó sẽ dao động từ 15 đến 20 cành lận, thậm chí là có cây trên 20 cành luôn. Cây rất là to luôn. Và cái vườn nó phân rất là nhiều tầng luôn. Từ thấp đến cao nó rất là nhiều tầng và nhìn nó rậm rạp lắm. Và với số lượng một cây, ví dụ như một cây mà 20 cành thì một cành của nó có ít trái thì cộng lại mình nghĩ là cái khối lượng nhân thu được cũng rất là nhiều. Chắc vì nó nhiều cành nên nó mới được cái số lượng nhân như vậy. Như đây là cái cây mà tụi mình đã hái hết rồi thì nhìn cái tán của nó vẫn rất là dày và đỡ và rậm rạp luôn. Không có bao nhiêu ánh nắng mà có thể lọt xuống vườn được. Khi mình quay video thì mình cũng chỉ quay được mấy cái cành mà nó bị đu xuống dưới thấp thấp thì mình quay được, còn mấy cái cành mà cao cao ở Rồi. trên ngọn ấy mình không thể quay được. Rồi những cái cành mà nó bị những cành khác che mình cũng không quay được. Do đó nên khi nhìn sơ qua thì thấy vườn rất là ít trái, nhưng mà khi hái vào mới biết được là cái vườn nó nhiều trái. Nó y như là cái kiểu giấu trái vậy á. Ai mà cái vườn mà trồng nhiều giống cà phê ấy thì mọi người sẽ cảm nhận rất rõ ràng là ví dụ như giống 138 này, cái bản năng tự nhiên của nó ra rất là nhiều chồi. Còn ví dụ như giống thị trường thì tự nhiên nó cũng không ra nhiều chồi như vậy, nó ra ít chồi hơn rất là nhiều. Do đó nên mình nghĩ là với giống thị trường thì mình có thể để từ 8 đến 10 chồi là đủ cho cây rồi. Nhưng mà với giống 138 này thì thuận theo tự nhiên thì mình nghĩ nó có cái khả năng nuôi rất là nhiều chồi. Giống như vườn mình ấy, cây nó già rồi, cây nó mấy chục năm tuổi rồi ấy, vậy mà mình thả trên 20 chồi mà cây vẫn ra trái được và năng suất vẫn cao. Vậy chứng tỏ là giống 138 này nó ra nhiều chồi thì mình cũng nên thả nhiều chồi luôn. Và theo kinh nghiệm của tụi mình thì cái vườn này nó đã rất là già rồi, thì đã đến lúc phải cưa bớt rồi. Nó ra rất là nhiều chồi nên bây giờ năm nay mình sẽ cưa rất là nhiều. Bởi vì những cái cành cao, cành già ấy, cái trái nó không có nhiều mà nó trái nó nhỏ xíu à, không có to được như mấy cái cành tơ đâu. Nên năm nay mình sẽ cưa nhiều. Đây cũng coi như một cái phát hiện liên quan đến năng suất vườn cà phê, nó cũng không có gì mới lạ hết. Nhưng mà mình muốn quay lên đây để cho mọi người thấy được cái hình ảnh thực tế về cây cà phê và cái năng suất thực khi hai vợ chồng mình vừa mới thu hái. Và đây cũng chính là cái phát hiện về năng suất cà phê mà liên quan đến cái việc mà nuôi số chồi trên cây cà phê ấy. Thì mình nên nuôi theo từng giống, giống nào mà ra nhiều chồi thì mình sẽ nuôi nhiều chồi, mà giống nào ra ít chồi thì mình sẽ nuôi ít chồi, thuận theo bản năng tự nhiên của nó luôn. Hy vọng là thông tin này có thể giúp ích cho một số bạn đang có cái xu hướng muốn trồng cà phê theo kiểu thả cao ấy. Thì khi nào đến cái video sửa cành tạo tán cà phê thì mình sẽ nói kỹ hơn.
Còn bây giờ mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi nha. Đây là mấy cái cây cà phê mà mình hái trước đó một tháng đó. Mấy cái mà mình quay video hái cà phê đầu mùa là mình đã cưa hết những cái cành cần cưa rồi. Nên nhìn cái vườn cà phê nó rất là thưa đúng không mọi người? Nên nhiều bạn nhìn vào kêu cái vườn này năng suất cực kỳ tệ. Bởi vì năm nay mình cưa rất là mạnh tay, mình đã cưa hết những cái cành mà mình muốn, cành mà mình cảm thấy nó già rồi nên nhìn cà phê rất là thưa. Chứ thực ra cái vườn này năng suất nó không tệ như vậy và nhìn cành nó không có thưa thớt như vậy đâu. Đây là những cái bạt cà phê hôm qua hai vợ chồng mình hái. Hái từ sáng đến chiều nên cái vườn nó rậm ấy, nó nhiều muỗi quá tụi mình không kịp gom nên sáng nay mới bắt đầu đi gom lá và hốt vô bao. Tổng cộng là bọn mình hái 8 bạt. Ông hình như là 9 bạt. 9 bạt cà phê, trái thì cũng bình thường thôi chứ cũng không có to lắm đâu. Hai vợ chồng hái một ngày được 8 bạt này thì mình nghĩ một bạt chắc nó cũng được 2 đến 3 bao, nó tùy bạt ấy. Có bạt nhiều hơn và có bạt ít hơn một chút. Chưa hốt đâu, lát nữa hốt thì mình sẽ quay lại xem chứ bây giờ mình đoán là nó cũng khá là nhiều. Nói chung là cái vườn này thì năng suất nó cũng đều đều cả vườn. Chứ mình có một cái vườn này năng suất nó không có đều, là cái chỗ thì cà phê rất là tốt nhưng mà chỗ thì cà phê rất là xấu. Còn ở cái vườn này thì nó đều đều cả vườn nên bạt nào nó cũng gần gần như nhau hết. Đợt này thì tụi mình không có đong đầy bao nữa. Đợt trước là mình đong đầy bao rồi khâu bao luôn thì bao nó nặng. Còn đợt này thì nó cũng khá gần nhà rồi ấy, thì mình chỉ đong cái bao nó lưng lưng thôi. Ví dụ như bình thường một bao nó khoảng 55 đến 60 kg thì cái bao lưng của tụi mình đợt này chắc cũng chỉ 40 hoặc trên 40 kg thôi à. Và mình gom như vậy là một bạt được khoảng 3 bao. Có bạt thì hơn 3 bao một chút mà có bạt thì dưới 3 bao. Tổng cộng sau một ngày hái thì hai vợ chồng hái được 23 bao như vậy. Thì mình gọi là bao chứ thực ra cái bao nó cũng lưng lưng chứ không đầy lắm đâu. Nếu như mà thuê công hái khoán thì họ hái chắc là hơn mình ấy, tại tụi mình hái cũng tốc độ bình thường thôi. Thì hái một ngày mà mình chưa gom đâu nha, ngày sáng hôm sau mình mới gom. Thì 23 bao. Chắc cũng gần được 1 tấn tươi, gần được 1 tấn. Do cái vườn nó cũng nhiều trái ấy, thì hái một ngày thì gần được 1 tấn chứ nếu như mà cái vườn mà ít trái thì chắc không được con số đó đâu. Vườn này nó nhiều mà nó cũng dễ hái ấy. Bên à. Trên sân giờ cũng hết chỗ phơi rồi nên giờ chắc tụi mình sẽ độ chung với cái bạt này luôn. Video của mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.